À, mà ngày hôm qua thì chỗ của Hồng Loan và luật sư của Hồng Loan thì có làm một cái buổi giao lưu với các khán giả trong và ngoài nước cũng như là gần xa về cái câu chuyện của gia đình của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Và sau đó thì Hồng Loan có chia sẻ nhiều cái thông tin, mà qua đó thì luật sư của Hồng Loan cũng có chia sẻ thêm nhiều thông tin nữa. Thì đó là những thông tin chính thức từ những người trong cuộc họ chia sẻ trong cái giới hạn của họ. Thế thì theo như quý vị á, họ đã chia sẻ hết chưa? Xin thưa quý vị rằng tôi muốn khảo sát ý kiến của mọi người là qua cái buổi tối ngày hôm qua chúng ta xem các clip đó, thì quý vị nghĩ rằng là Hồng Loan, Ni rồi luật sư của Hồng Loan có chia sẻ hết câu chuyện cho chúng mình chưa? Một là có và hai là không. Thì tôi xin phép là khảo sát ý kiến của mọi người. Ha, chia sẻ hết chưa? Một là có hay là không nè. Quý vị cho tôi ý kiến đi. Hết đúng không? Rồi, ok. Tôi cũng cảm nhận là chưa chia sẻ hết. Bởi vì tại sao? Bởi vì á, đơn giản như thế này nè. Dĩ nhiên là mỗi người sẽ có được cho mình một cái bí mật trong lúc mình tham gia sự việc, hoặc là trong lúc mình muốn, cho dù mình có muốn chia sẻ trình bày hay là muốn cần một người nào đó thông cảm cho mình, nhưng mà bản thân mình cũng phải hiểu rõ là mình đang tham gia vào một cái câu chuyện pháp lý, cho nên mình còn phải giữ cho mình những cái yếu tố bất ngờ, hoặc là mình vẫn phải giữ cho mình những cái thông tin để cho mình có thể lấy cái đó làm cái cơ sở để mình thắng một cái vụ án. Cho nên vì vậy buổi tối hôm qua, mặc dù ở chỗ của Hồng Loan, Ni rồi luật sư của Hồng Loan có chia sẻ, tuy nhiên nó chỉ là trong cái giới hạn khuôn khổ họ chia sẻ thôi, chứ hoàn toàn họ không chia sẻ hết. Theo quý vị. Và cũng nhân cái việc chia sẻ ngày vì tối hôm qua đó, thì sáng hôm nay tôi có đưa lên một cái clip, mà chính là cái clip đó là ghi lại một cái buổi họp báo của Hồng Loan cũng như là luật sư của Hồng Loan. Thì trong đó có rất là nhiều cái tình tiết mà tôi cho rằng những tình tiết này tôi có phân tích qua từ trước đây, với lý do đơn giản thôi. Có một số anh chị nói rằng là tại sao tôi lại biết, rồi có một số anh chị nói rằng là tại sao tôi lại đoán hay quá, rồi có một số anh chị nói rằng là tại sao tôi lại nói đúng như vậy. Nhà xin thưa với quý vị rằng là nếu chúng ta nắm về cái chuyên môn đó, thì những cái việc này nó không phải là cái gì là bất ngờ. Hoặc là quý vị có một cái sự kiện nó logic một chút, mình nhìn nhận sự việc đó nó đa chiều một chút, rồi mình liên kết các ý lại với nhau đó, thì mình sẽ thấy rằng là cái việc ông nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ông ấy để lại cái tài sản cho Hồng Loan là nó là một cái gì đó nó cực kỳ là bình thường và đầy đủ pháp luật. Cho nên cái việc á, tôi thường hay chia sẻ với quý vị á, đừng bao giờ mà hướng dẫn hay là chỉ bảo cái người nhà giàu cái cách để xài tiền. Bởi vì khi mà họ đã có tiền rồi đó, thì tôi không nói trong cái trường hợp là những cái người được sinh ra ở cái bạch đích thì họ có tiền sẵn thì tôi không có nói. Tôi chỉ nói những cái đối tượng là sinh ra là chưa có gì, xong rồi khi họ lớn lên họ có cái gì rồi, thì đừng có bao giờ mình chỉ họ hay là hướng dẫn họ cái cách xài tiền. Bởi vì bản thân của họ làm ra tiền thì họ sẽ biết quý và trân trọng để họ bảo quản cái tài sản đó của họ. Trừ trường hợp họ vì một cái mục đích nào đó họ xài tiền nó hoang phí một chút, nhưng mà cái đó là có mục đích của họ chứ không phải là không. Trong trường hợp của ông nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cũng vậy. Cái việc mà ông ấy làm ra tiền, ông ấy có tổ nghề, tổ nghiệp đãi, ông ấy thương cha, thương mẹ, thương anh chị em, anh ấy giúp đỡ, thì cái đó là cái trách nhiệm và cái bổn phận, đúng không? Rồi nhiều người nói rằng ông ấy tại sao lại giúp đỡ đến như vậy và xài tiền tại sao lại phung phí như vậy. Xin thưa rằng là với ông ấy như vậy là không phung phí, bởi vì đó là cái nghĩa vụ và cái trách nhiệm. Tuy nhiên nghĩa vụ và trách nhiệm nó không có gọi là nó quá đáng để mà ông ấy phải xài hết số tiền đó, mà ông ấy sẽ sử dụng số tiền đó để nhờ luật sư là người có chuyên môn
hướng dẫn cho ông ấy cái cách để mà để lại tài sản của mình cho đứa con của mình, đúng không? Bởi vì ông Vũ Linh á, ông ấy có tiền mà, cái việc ông ấy có thể quen biết người này người kia người nọ, rồi luật sư này luật sư kia luật sư nọ, hướng dẫn cho ông ấy cái cách làm sao để lại toàn bộ tài sản cho cái người ông ấy muốn, thì cái chuyện đó đối với ông ấy á, nó cũng đơn giản chứ nó không có gì gọi là phức tạp, đúng không quý vị? Ông ấy có thể bỏ ra một số tiền nhờ luật sư tư vấn cho ông ấy, rồi luật sư chuẩn bị hồ sơ cho ông ấy để chuẩn bị cho cái người được nhận thừa kế, đúng không? Ở đây á, thì tôi có một cái lời khuyên dành cho quý vị đó. Có những anh chị thì sau khi xem qua cái drama này thì có một số anh chị lại thức tỉnh, bởi vì từ đó đến giờ quý vị chưa bao giờ nghĩ đến cái việc là mình sẽ làm thừa kế, chưa bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ làm một cái hợp đồng cho tặng tài sản hoặc là một cái hợp đồng đòi tài sản hay như thế nào đó, nhờ người ta đứng tên giùm thì mới thức tỉnh ra. Thức tỉnh là tại sao tôi đưa người ta tài sản mà tôi đòi không được, tôi muốn để tài sản cho con của mình, nhưng mà xin thưa rằng có những trường hợp nó éo le như vậy nè. Mặc dù là mình có tài sản đó nhưng mình không chuẩn bị hồ sơ giấy tờ đầy đủ thì cái người được nhận tài sản chưa chắc họ nhận được. Tôi thường hay tư vấn cho thân chủ của tôi đó, có tiền có tài sản nhưng mà chưa chắc vì tài sản đó của anh chị mà con cái của anh chị được hưởng đâu. Cái đó tôi nói thật, có nhiều anh chị đến với tôi sau khi đưa hồ sơ qua cho tôi xem hồ sơ xong rồi tôi mới nói đó, trong trường hợp của anh chị, cho dù anh chị có làm cái di chúc thì con cái anh chị muốn hưởng tài sản này nó cực kỳ vất vả và khó khăn. Nếu như không nói rằng đó, 2 năm, 3 năm chưa chắc con của anh chị được nhận tài sản nữa. Bởi vì tại sao? Bởi vì họ không có chuẩn bị trước về cái mặt là giấy tờ. Thì khi họ làm di chúc xong rồi đó, họ cứ nghĩ rằng là có di chúc rồi thì con mình được hưởng thôi. Xin thưa là không. Di chúc chỉ là một phần của vấn đề thôi. Di chúc nó nhỏ lắm, nó chỉ là một cái tờ giấy thôi. Để muốn hưởng được tài sản thừa kế là ngoài tờ di chúc này nó còn phải có nhiều giấy tờ khác nữa, nó mới đáp ứng đủ điều kiện để cái người muốn nhận tài sản mới được kê khai nhận di sản thừa kế, đúng không? Cho nên vì vậy đó, trong cái vụ án của Hồng Loan với lại là cụ Sáu thì tôi nhìn nhận qua cái hồ sơ, tôi phán đoán như thế này nè, để mà Hồng Loan nhận được di sản thừa kế của ông Vũ Linh để lại đó, Hồng Loan bản thân nó không thể nào nó có được bộ hồ sơ đầy đủ đâu. Bởi vì Hồng Loan nó không ở chung với cha từ nhỏ. Nói chung ở chung ở đây á, có nghĩa là khi mà Hồng Loan nó lớn lên á, là phải đi lấy chồng, ở bên nhà chồng là nhiều, không có cận kề với ông Vũ Linh. Nói như vậy chính xác hơn. Chứ dĩ nhiên nhỏ là phải ở với ba mẹ, chuyện đó hiển nhiên rồi. Tôi nói ở đây á, là góc độ khi trưởng thành á, Hồng Loan không có ở chung với cha của mình. Thì cái việc có được hồ sơ giấy tờ trong cái gia tộc của mình đầy đủ, đời này đời nọ đời kia, để có được giấy chứng minh người này người nọ người kia, thì làm sao Hồng Loan nó có được để mà nó hưởng di sản thừa kế? Quả chăng là Hồng Loan nó chỉ có được giấy tờ của nó thôi. Nếu không có cha đưa toàn bộ hồ sơ và có sự chuẩn bị trước về mặt hồ sơ, Hồng Loan không tài nào mà có thể khai nhận di sản thừa kế trong vòng 1,5 tháng có được cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đúng không? Cho nên vì vậy đó, tôi căn cứ vào những cái chỗ đó tôi mới phán đoán tình huống. Bởi vì theo pháp luật là phải có những giấy tờ này, mà cái di chúc á, hoặc là không làm di chúc nó chỉ là một phần của vấn đề thôi, nó không phải là tất cả. Cho nên Hồng Loan chỉ có thể có được cái tài sản là căn nhà số 5 Đồ Thị Điểm, rồi cái miếng đất ở bên Thủ Đức, rồi miếng đất đâu đó bên Bình Chánh đó. Chỉ có một trường hợp duy nhất thôi là ông Vũ Linh ông ấy để lại toàn bộ cái gia sản này thông qua cái gì? Thông qua cái tép hồ sơ mà ông ấy giao cho Hồng Loan. Thì Hồng Loan nó có đầy đủ toàn bộ hồ sơ giấy tờ, nó mới khai nhận di sản thừa kế được. Chỉ có như vậy thôi. Thật ra đó, cái câu nói của Hồng Loan hôm qua đó, tôi có viết lại nè. Ba kêu vào nói chuyện,
Ba giao một sắp giấy tờ. Tôi nói tròn vành rõ chữ và đúng chính xác từng câu từng chữ chứ tôi không nói thêm nói bớt nha. Ba giao một sắp giấy tờ. Quý vị biết á, Hồng Loan nó đâu có di chúc đâu, đúng không? Hồng Loan nó không có di chúc. Nhưng mà trong trường hợp này là hưởng di chúc là không có rồi thì sẽ có là hưởng theo pháp luật. Có hai dạng hưởng thừa kế, một là hưởng theo di chúc, còn hai là hưởng theo pháp luật. Hưởng theo pháp luật là hàng thừa kế thứ nhất sẽ được hưởng trước. Không còn hàng thừa kế mới đến hàng thừa kế thứ hai. Trong trường hợp này, Hồng Loan là hàng thừa kế thứ nhất và duy nhất. Thế thì câu chuyện đó ông Vũ Linh thừa biết sẽ là hàng thừa kế thứ nhất là Hồng Loan. Và chỉ duy nhất một mình nó còn tồn tại đến lúc ông ấy mất thôi. Cho nên ông ấy không có làm di chúc. Đúng không? Đó chính là cái hay của Vũ Linh. Mà cái hay đó là cái hay của người từng trải. Cái hay của người có tiền. Họ muốn để lại tài sản cho ai là họ sẽ đi hỏi ý kiến của người có chuyên môn. Thì lúc đó họ mới cho lời tư vấn. Thì con cái, con cháu của họ về sau đó thì mới được hưởng di sản thừa kế. Chứ không được tư vấn trước, không có người chỉ cho cái giấy tờ hồ sơ thì còn lâu Hồng Loan mới có được cái di sản thừa kế đó. Thưa quý vị, sẽ có đó. Nhưng mà không phải một sớm một chiều trong tháng rưỡi có đâu. Nhiều khi là vài năm đó, chưa chắc đó. Rồi, thì Hồng Loan có kể như thế này nè. Ba kêu vào nói chuyện, ba giao một sắp giấy tờ. Quý vị ha, nếu mà sổ đỏ, sổ hồng á, thì một cuốn sổ nó chỉ là một tờ giấy thôi. Nhưng ở đây chính là cái câu nói Hồng Loan là gì? Ba giao một sắp giấy tờ. Có nghĩa là nó còn nhiều giấy tờ khác nữa. Chứ không phải đơn thuần là giao sổ đỏ không đâu. Sổ đỏ không rồi thì còn lâu lắm Hồng Loan mới có được cái việc mà hưởng di sản thừa kế. Ha. Ba giao một sắp giấy tờ. Nhà của bà nội mất rồi. Nhà này là kỷ niệm của ba. Ba cũng biết tính, ba cũng biết tình hình sức khỏe của ba ra sao. Ba cũng mệt lắm. Con giữ cái này cho ba để sau này có nơi ăn trốn ở mà lo cho mấy đứa nhỏ. Mấy cháu của ba không được nói với ai hết để giữ an toàn cho con. Quý vị thấy không? Cho nên đó là lý do vì sao ông Vũ Linh á, ông ấy biết nếu như ông Vũ Linh mà làm di chúc cho con đó thì chắc gì lúc đó Hồng Loan nó yên ổn. Nếu sang tên trước á, chắc gì Hồng Loan nó yên ổn đâu. Đúng không? Làm di chúc thì cũng chắc gì Hồng Loan nó yên ổn đâu. Cho nên ông ấy rất là hay là gì? Không làm di chúc cũng như là làm di chúc, bởi vì là hàng thừa kế thứ nhất và duy nhất là làm di chúc cũng như không mà thôi. Bởi vì không làm nó cũng hưởng, mà làm nó cũng hưởng. Thế thì ông ấy là tương kế tụ kế là gì? Nói miệng, ông ấy thừa biết di chúc miệng đó không phù hợp pháp luật. Nhưng ông ấy vẫn cứ nói. Bởi vì đó, xin thưa với quý vị, ông ấy thừa biết di chúc nào hợp lý, di chúc nào không hợp lý. Di chúc nào thực hiện được và di chúc nào không thực hiện được. Lời nói nào có giá trị và lời nói nào không có giá trị. Làm di chúc hay không làm di chúc hay hơn, ông ấy thừa biết chuyện đó. Cho nên ông Vũ Linh rất là hay là gì? Vẫn nói miệng đó. Vẫn trao cho người khác một cái quyền hạn nhất định bằng cái niềm tin đó. Bằng lời nói đó. Nhưng mà rõ ràng đó không phải là di chúc. Nhưng người nào mà bị nghe theo, bị dụ theo, bị quyến rũ theo thì vô tình họ lại lòi cái tẩy ra rằng là đó chính là di chúc của ông Vũ Linh. Xin thưa, mặc dù cho dù đó là di chúc đi chăng nữa, nhưng di chúc đó không hợp pháp. Xin thưa quý vị, ông Vũ Linh còn cao tay hơn vậy nữa. Ông ấy thừa biết lời nói đó có thể người ta bắt bẻ ổng. Người ta bắt bẻ ổng rằng là gì? Đó chính là di chúc. Người ta bắt bẻ luôn đó. Nhưng mà ông ấy thừa hiểu rằng mặc dù đó là di chúc đi chăng nữa thì di chúc đó nó cũng không hợp pháp. Quý vị thấy ông Vũ Linh ông ấy xuất sắc không? Đúng không? Ai mà nghe lời dụ là dính bẫy liền. Ai nghe lời dụ là dính bẫy liền. Ai mà nghe lời đó nó là tự cho mình cái quyền là mình sẽ là người sở hữu căn nhà đó là dính bẫy ông ấy liền. Lòi cái đuôi ra liền. Rồi từ đó ông Vũ Linh mới phán đoán tình huống. Thấy rằng qua cái lời nói của mình đó, là đã bị lộ tẩy hết rồi. Thì ông ấy biết rằng á, bây giờ có để lại di chúc cho Hồng Loan đó thì Hồng Loan khó bề mà Hồng Loan sống sót nổi. Cho nên ông ấy là cứ để đó, mặc nhiên để đó, không trao cho ai cả, bằng một hành động pháp lý là giữ nguyên hiện trạng.
chỉ bằng lời nói thôi. Và ông ấy biết rằng lời nói đó nó không có giá trị, nhưng ông ấy vẫn nói. Đó là một cái kế hoạch, một cái vở tuồng khá hay, và là một người đạo diễn, diễn viên và chính cực kỳ xuất sắc. Và diễn cuối đời của ông ấy làm cho người ta tin rằng đó là di chúc, nhưng thật sự nó không là di chúc. Mà di chúc chính là việc không để lại di chúc, đó mới là di chúc. Cho nên ông ấy thừa biết không để lại di chúc cho Hồng Loan là điều sáng suốt nhất, để cho Hồng Loan là nó được yên ổn. Và sau khi mà ông Vũ Linh qua đời rồi thì Hồng Loan cầm toàn bộ tài liệu hồ sơ ông Vũ Linh trao tặng tận tay, để cho Hồng Loan đi khai nhận di sản thừa kế một cách hợp pháp. Quý vị có thấy là cái bài toán ông Vũ Linh là tính toán khủng khiếp đến mức độ nào chưa? Cho nên nhiều người á cứ nghĩ rằng là trách móc ông Vũ Linh là tại sao không làm di chúc cho Hồng Loan để mà Hồng Loan bị tranh chấp. Trách ông Vũ Linh, xin thưa là nếu ông Vũ Linh mà làm di chúc cho Hồng Loan đó, là Hồng Loan nó còn khổ đến mức độ nào nữa hơn 2 năm qua. Đúng không? Không di chúc đó, thì Hồng Loan nó mới sống đến ngày hôm nay đó. Còn làm di chúc chắc gì? Quý vị thấy là vai diễn, vở diễn cuối cùng là cô Vũ Linh hay chưa? Đấy. Quý vị thấy Hồng Loan nó nói nè, tôi đâu có nói sai đâu. Ba giao một sắp giấy tờ. Một sắp chứ đâu phải là một tờ. Xin thưa quý vị, bộ hồ sơ khai nhận di sản thừa kế nó tới một sắp lận. Mà ở đây đó là một mình ông Vũ Linh không có vợ đó nha, mà trao tài sản cho một đứa con thôi đó, mà một sắp đó. Đối với những gia đình mà có hai đứa con hay là ba đứa con, rồi còn vợ chồng nữa, rồi bên ngoại bên nội nữa, rồi giấy tờ đầy đủ nữa, là bao nhiêu sắp mới được hưởng di sản thừa kế. Cho nên có một số anh chị á, cứ nghĩ rằng mình bây giờ mình làm di chúc cho con đi là tự nhiên mốt nó được hưởng, xin thưa là không. Nếu bây giờ mà có tài sản mà làm di chúc cho con, chưa chắc sau này con được hưởng đâu. Bởi vì mình không có cái sự chuẩn bị cho nó. Di chúc chỉ là một phần của vấn đề thôi. Di chúc phải đi kèm với bao nhiêu tài liệu hồ sơ đính kèm cùng với di chúc đó thì mới có cái chuyện phát sinh di sản thừa kế mà đi kê khai. Chứ nếu có di chúc không thôi là con cái chưa chắc được hưởng đâu nha quý vị. Có nhiều người có tài sản đó nhưng mà không có sự chuẩn bị là con cái không được hưởng đâu. Lúc đó lại quay sang trách móc nhà nước. Thế là tại sao con của tôi, tài sản tôi là hợp pháp mà tôi để là di chúc cho con tôi mà con tôi không được hưởng? Xin thưa là không. Tại chúng ta không tìm hiểu pháp luật về luật pháp, không tìm hiểu pháp luật về di sản thừa kế, di chúc, thời điểm mở. Rồi ai là người không hưởng thừa kế mà không phụ thuộc vào di chúc? Chúng ta không làm rõ được những chuyện đó thì chúng ta không lường trước được hết tất cả tình huống pháp lý mà pháp luật quy định. Khi mà phát sinh ra cái vấn đề pháp lý thì chúng ta bị vướng, và khi vướng như vậy đó giải không được. Mà khi giải không được á, quay sang trách móc nhà nước. Tại sao tôi có tài sản mà tôi không cho con tôi được? Tại vì mình thiếu hồ sơ, mình thiếu giấy tờ. Trước khi mình làm bất kỳ một vấn đề pháp lý nào, mình phải có sự chuẩn bị về nó. Rồi khi mình làm một cái là được thôi. Tại mình không có sự chuẩn bị. Tôi cũng gặp một số anh chị qua gặp tôi tư vấn. Tôi xem hồ sơ xong rồi tôi mới chia sẻ. Trong trường hợp này anh chị không nên làm di chúc bằng công chứng. Trong trường hợp kia anh chị không nên làm di chúc bằng vi bằng. Trong trường hợp nọ anh chị không nên làm di chúc có người làm chứng. Trong trường hợp khác nữa, tôi khuyên luôn là không nên làm di chúc mà làm bằng một cái hành vi pháp lý khác. Nó sẽ hay hơn. Mỗi người sẽ có một hoàn cảnh pháp lý là khác nhau. Bởi vì mỗi một gia đình sẽ có tình huống pháp lý là khác nhau. Chứ không phải tình huống nào cũng làm di chúc được. Có những trường hợp làm di chúc xong rồi đó là đứa con đó không bao giờ được hưởng thừa kế luôn. Bởi vì có những giấy tờ đi kèm mà cái đứa con đó không thể nào làm được. Đấy. Cho nên là quý vị, là khi mà mình có tài sản, mình muốn để lại tài sản đó cho con cháu là mình phải có sự chuẩn bị trước. Chứ không phải người nào cũng có tài sản xong rồi rồi mình để là di chúc cho con cháu là con cháu được hưởng, mặc nhiên là như vậy. Không phải đâu nha. Có những trường hợp phải làm di chúc bằng công chứng, có những trường hợp làm di chúc bằng vi bằng, có những trường hợp tự viết, và có những trường hợp không nên làm di chúc. Bởi vì làm di chúc xong rồi con cháu hưởng không được. Theo quý vị ha.
giống như là mình đi bác sĩ gì đó, bác sĩ yêu cầu sao, vô Chợ Rẫy bác sĩ yêu cầu sao là làm y chang vậy đi, đừng có thay đổi nó. Đừng có vô bệnh viện Chợ Rẫy xong rồi cầm toi thuốc đi ra ngoài rồi hỏi ông không không đã ôm đó, ông không đã ôm mới nói bệnh cái chỗ bán thuốc nó gần đây nè để tôi chở cho đi, cái ông không đã ôm đó mới rảnh hơn, mở cái tờ giấy toi thuốc cùng bác sĩ ra. Trời ơi, tưởng gì bệnh này, bệnh này hồi đó tôi đi khám nè, tôi nè mua thuốc ở bên kia rẻ hơn, qua kia mua đi, qua bên kia mua là mới uống là hết hả? Xin thưa quý vị, mỗi người cũng cùng là căn bệnh như nhau, nhưng mà nguyên nhân nó khác nhau, rồi cái việc mà cái bệnh đó nó phát thì mỗi người lại là khác nhau nữa, thì mỗi người sẽ có một cái tình huống, một cái tình trạng bệnh tật khác nhau, mặc dù là cùng một chứng bệnh nhưng mà cái đặc trưng của mỗi người là khác nhau, cơ địa mỗi người là khác nhau, thì thuốc bác sĩ cho sẽ là khác nhau. Chứ đâu có phải rằng là ông không đã ôm cũng bệnh đó, mình cũng bệnh đó, là mình uống thuốc của ông không đã ôm chỉ là mình hết bệnh đâu, không phải. Thưa quý vị, cho nên là trong trường hợp này đó, ông Vũ Linh cực kỳ hay là ông ta đã diễn một cái vở diễn xong rồi là làm cho người khác hiểu nhầm là người ta là hưởng tài sản thừa kế của ông ấy. Nhưng xin thưa rằng là ông ấy đâu có ký tên đâu, ông ấy không có ký tên, ông ấy không sang tên đổi chủ, ông ấy không làm di chúc, ông ấy làm di chúc miệng luôn đó, nhưng mà nó không có giá trị. Nhưng ông ấy trao tận tay cho đứa con gái của mình một sắc hồ sơ thì cái đó nó mới có giá trị đó quý vị. Ha, ông Vũ Linh cực kỳ cao tay nha. Cho nên cái việc mà tôi đón ở đây á là ông Vũ Linh mà trao hồ sơ cho Hồng Loan đó, xin thưa là tôi không có tài giỏi gì đâu. Đơn giản là tôi biết thủ tục hưởng di chúc, hưởng thừa kế nó gồm những giấy tờ nào. Mà với điều kiện của Hồng Loan thì Hồng Loan không bao giờ được hưởng nếu như không có người giúp đỡ. Mà người giúp đỡ ở đây chỉ có ông Vũ Linh, chỉ có ông ấy thôi, chứ không ai khác được. Thì tôi nói rằng là ông Vũ Linh đã trao tận tay cho Hồng Loan trước đây khoảng vài tháng thì điều đó là điều bình thường, đúng không? Tôi cũng chẳng có gì là gọi hay ho cả đâu, chẳng qua là tôi nắm được toàn bộ cái thủ tục đó thì tôi biết như vậy thôi. Nào quý vị, rồi hôm qua thì chúng ta cũng có nghe được một cái nội dung, đó là cái việc á, là cái hợp đồng mà mua đất rồi xây mộ là có từ trước hai ba tay vậy, đúng không? Hồi xưa đó mình nghe là ngày 6 tay mới ký, ngày 6 tháng 3 mới ký hồi xưa thôi, bây giờ mới phát hiện thêm đó là ký từ hồi hai ba tay. Điều đó là càng khẳng định đúng thêm nữa là tôi đoán cũng không có sai luôn nữa, hên thôi, hay không bằng hên thôi. Thì tôi mới nói đó, cho dù ký ngày 6 tây hay là ký ngày 2-3 tây gì, mà miễn ký vào đúng thời điểm đó, đó thì điều đó đồng nghĩa với việc là họ đã đi xem nhà đất từ trước rồi. Xin thưa quý vị, chọn một cái nơi mà để an nghỉ, chọn cái vị trí, chọn cái đất, chọn diện tích, chọn giá tiền, xin thưa nó không phải một ngày một buổi, mà cái đó là cả một cái quá trình. Tại sao không là qua viên này mà lại là qua viên khác? Tại sao một qua viên khác không phải vị trí này mà lại là vị trí khác, đúng không? Mà tại sao không phải là một diện tích này mà lại là một diện tích khác? Tại sao không phải là một cái đơn vị thi công này lại là một đơn vị thi công khác? Nó là cả một cái quá trình để tìm hiểu thông tin, rồi điêu giá, rồi thương lượng, rồi mới đến cái việc là gì, chuẩn bị tiền, rồi mới đến cái việc là ký hợp đồng, rồi mới đến cái việc là đặt cọc. Những cái việc vừa rồi tôi kể đó, nó là cả chuỗi quá trình. Cho nên cái việc đó, ký vào ngày 6 tháng 3 hay là ngày 2 tháng 3 hay là 3 tháng 3 gì, trước thời điểm ông Vũ Linh mất hay là sau thời điểm ông Vũ Linh mất 1-2 ngày, chuyện đó đối với tôi nó cũng không có quan trọng. Cái quan trọng tôi kết luận được rằng là người ta đã biết được và ký hợp đồng từ trước đó rồi, là người ta đã xem xét, người ta nghiên cứu, người ta điều tra, người ta thương lượng, người ta đàm phán từ trước đó từ lâu rồi, đúng không? Rồi, rồi sau đó mới trách móc Hồng Loan rằng tại sao mà khi ba mất á, kêu đi xem đất mà không đi xem. Xin thưa rằng đã xem, đã chốt từ lâu rồi, Hồng Loan nó đi nữa để làm cái gì? Quý vị có nhớ không? Lúc ông Vũ Linh chưa mất là ngày 5 tháng 3 mới mất. Rồi qua cái lúc mà kêu Hồng Loan đi xem đất á, là trách móc tại sao ba mất mà không đi xem đất. Xin thưa xem để làm cái gì? Bởi vì lúc đó đã xong xuôi hết rồi, chọn hết rồi, ký hợp đồng hết rồi, thanh toán cọc hết rồi,
thương lượng hết rồi, Hồng Loan đi xem để làm cái gì, nói ý kiến được à? Tất cả đã xong hết rồi. Hồng Loan đi xem chẳng qua là thông báo cho biết rằng tôi đã chốt rồi đó, ở đó đó, ý kiến gì? Thì Hồng Loan không đi là đúng. Nó có ý kiến được nữa đâu, xong hết rồi. Đúng không quý vị? Đấy, nhưng mà lúc đó đó là tôi nói là do thời điểm mà nguồn cung cấp thông tin cho tôi được biết á, là qua trang mạng, qua báo chí, rồi qua các kênh YouTube, thì tôi biết được rằng là khi ký hợp đồng là ngày 6 Tây thì phải, sau khi ông Vũ Linh mất. Thì hôm qua đó tôi có nghe nói là ký đâu hai đó 2-3 Tây. Thì đối với tôi đó, cái chuyện mà ký 6 Tây hay là 2-3 Tây gì thì tôi không quan tâm. Tôi quan tâm rằng 3 Tây hay 6 Tây thì nó để được ký hợp đồng đó là có một cái sự điều nghiêng từ trước rồi. Tôi chỉ biết được chuyện đó là đủ rồi, không cần quan tâm chuyện khác, đúng không? Thì cho nên vì vậy trách móc Hồng Loan rằng là tại sao ba mất mà lại không đi xem đất, thì xin thưa rằng là chẳng qua là bắt bẻ bắt cái lý với nhau cho vui thôi, cho có chuyện để nói thôi, chứ Hồng Loan nó đi có được gì? Mọi chuyện đã xong hết rồi mà đi có được gì đâu, đúng không? Cơm đã dọn ra mâm rồi, kêu Hồng Loan đi nếm thì nếm kiểu gì giờ? Nếm không nếm gì thì cơm đã dọn ra mâm rồi, chỉ có ăn thôi. Đúng không quý vị? Nhưng mà khổ nổi nè, nó khi càng phân tích ra đó càng mâu thuẫn. Càng phân tích ra thì càng mâu thuẫn. Bởi vì á, là khi kêu Hồng Loan đi coi đất á, là sau khi ông Vũ Linh mất. Mà lại này nọ trên mạng nói rằng là không có ai có tiền để lo thì buộc lòng phải đi mượn tiền. Xin thưa rằng nếu mà chiếu theo cái chuyện đó đó là Hồng Loan nó không biết chuyện đi mua đất. Quý vị phân tích kỹ nữa coi phải không? Hồng Loan nó chỉ biết được cái chuyện là có tình huống đi xem đất sau ngày ông Vũ Linh mất. Mà cái việc ký hợp đồng đặt cọc là trước khi ông Vũ Linh mất. Thế thì cái câu chuyện là tiền ở đâu chuẩn bị để mà đi mua đất, mà lại nói rằng là Hồng Loan nó không có tiền thì đi chạy vại, thì trách Hồng Loan không có tiền. Xin thưa lúc đó nó đâu có biết đâu mà nó có tiền hay không. Quý vị càng phân tích ra thì quý vị càng thấy có rất là nhiều cái sự mâu thuẫn trong từng lời nói, đúng không? Hồng Loan nó không biết cái chuyện đi mua đất thì làm sao mà trách nó là nó không có tiền. Nếu cái câu đó phù hợp khi và chỉ khi chưa ký hợp đồng mua đất, rồi mới kêu Hồng Loan là đi coi đất mà Hồng Loan nó từ chối, thì lúc đó mới trách nó là đi coi đất cho ba mà cũng không đi, cũng không hùng tiền, thì lúc đó trách mới là đúng. Còn đằng này mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi, lúc đi mua nó còn không biết thì làm sao mà trách nó được, đúng không quý vị? Cho nên là tôi phân tích cái chuyện mà tất cả mọi chuyện đi từ thương lượng, từ đàm phán, từ chọn nơi ở, nơi xây đó là đã có từ trước rồi, chứ không phải mới đây. Ha, trách Hồng Loan là không đúng. Rồi, câu chuyện tiếp theo nữa tôi muốn chia sẻ đó là cái câu chuyện ngày hôm qua Hồng Loan nó có nói một cái câu như thế này nè: kiện tụng chỉ là cái giọt nước tràn ly thôi, đúng không? Giọt nước tràn ly thôi, gặp nhau xem như người lạ. Đó là Hồng Loan nó nói câu chính xác là như vậy. Nếu mà Hồng Loan nói câu đó, đó thì tôi khuyên Hồng Loan đó ráng kiếm anh Đan Nguyên. Anh Đan Nguyên có bài hát rất là hay, Xin Làm Người Xa Lạ. Bài đó hay lắm. Bài đó quýnh cái điệu mà của Đan Nguyên đó, bài đó rất là hay. À, Xin Làm Người Xa Lạ. Bởi vì Hồng Loan hôm qua nói một câu rất là hay là gì? Kiện tụng là giọt nước tràn ly. Đi qua gặp mặt nhau thì xem như là người xa lạ. Mà người xa lạ thì Đan Nguyên có bài là Xin Làm Người Xa Lạ. Thì đi hỏi anh Đan Nguyên, anh ấy sẽ chỉ cho hát bài đó. Để mà khi ra tòa hay là đi xem xét thẩm định lần 2, lần 3, lần 4 gì đó, bắt cái bài đó lên của anh Đan Nguyên. Thưa quý vị, bài đó hay lắm. Rồi tiếp theo nữa, hôm qua tôi cũng có thấy một cái nội dung là đi lấy đồ xong rồi về cái người ta mới nói rằng đó, tôi nói y chang luôn, tôi đoán y chang luôn, tôi đoán hên thôi chứ không có hay gì đâu. Người ta đi về người ta mới nói đó, ủa tại sao lại đi dọn đồ ra khỏi nhà? Cái người ta mới lên mạng người ta nói, nhỏ cháu
nhỏ con gái của bạn xóm tôi kế bên nhà nè, mình nói á, cái đồ nào á mà cần đem về thì đem về xài trước, chứ không phải là bị đuổi bị dọn vậy đâu á. Đồ nào của người ta là người ta đem về trước ta xài trước, còn đồ nào mà chưa thấy cần thiết thì để đó để lần sau quay lại lấy, hoặc đi đi hành án thì tính, đúng không? Có nghĩa là người ta vẫn muốn quay trở về cái ngôi nhà đó lần thứ hai hoặc lần thứ ba. Cho nên hôm qua tôi mới nói đó là bài đêm cuối á, là sửa lại đi, không phải đâu. Ý của người ta nói á, là người ta còn quay trở về lần thứ hai lần thứ ba đó, chứ không phải đêm cuối đâu nha. Nhiều người nói đêm cuối là sai rồi đó. Đúng không quý vị? Người ta còn tính toán đến cái chuyện đó, nếu như mà thi hành án mà thắng kiện á, là người ta không dọn ra nữa, đỡ tốn tiền xe đó, người ta tính tới cỡ đó luôn đó. Bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc là dọn đi có nửa thôi, còn để lại nửa. Cái nửa nào mà cần xài đó thì lấy trước, nửa nào mà chưa cần xài để đó, trở về chi tốn tiền xe. Mai mốt thi hành án rủi đi, rủi thắng kiện sao, thắng kiện thì mình dọn đồ vô, mình khỏi dọn ra thì mình là khỏi tốn tiền xe. Người ta có sự tính toán hết chứ không phải người ta đơn giản đâu, đúng không? À, chị Trang Võ có hỏi là sao chủ nhà không cưỡng chế họ dọn đồ hết ra ngoài. Xin thưa, hôm qua tôi có nói đó, chị Trang Võ hôm qua chắc là chưa xem clip của tôi phân tích nè. Khi một vụ án đang được cơ quan chức năng tiến hành thụ lý và giải quyết, điều đó đồng nghĩa với việc là yêu cầu của các bên đang được tòa án xem xét và chưa có bản án có hiệu lực pháp luật. Vì vậy là chưa có việc thi hành án. Mà chưa thi hành án thì làm gì mà có thể dọn đồ người ta ra ngoài được, hai bên đang tranh chấp mà, đúng không? Bên đây khởi kiện là yêu cầu là quyền sở hữu căn nhà, bên kia phản tố không được, hoặc là phản đối là không đúng, nhà của tôi hưởng di sản thừa kế hợp pháp, thì hai bên đang tranh chấp với nhau, chưa có bản án của tòa án thì mọi thứ đều giữ nguyên hiện trạng, không có quyền yêu cầu người ta dọn ra hay là dọn vô, mà bản thân là giữ nguyên hiện trạng. Trừ trường hợp một bên tự nguyện thực hiện thì nhà nước cho phép. Đấy, cho nên cái việc người ta tự gom ra rồi mai mốt tự người ta gom vô, hoặc là tự người ta gom ra lần một tốn tiền xe, đi đến đó gom lần hai tốn tiền xe lần thứ hai, là quyền của người ta, đúng không? Có anh chị Thanh Sang có hỏi, theo như luật sư giấy tờ bây giờ đầy đủ thì bên bé Loan có thắng hay không? Trời ơi, đừng hỏi câu này nhạy cảm lắm. Hỏi câu này là người ta tối người ta xem live của tôi, người ta tức mình, người ta đập đầu vô gối tự tử nữa, không nên, không có hay, đúng không? Có những chuyện đó mình biết để đó thôi, đừng nên trả lời thẳng, đi sâu quá vào tình tiết trả lời thắng thua thì người ta cũng ấm ức, mình nói đến đó thôi, theo cái gì nói đến đó là đủ rồi. Trời ơi, hôm qua tôi đó, lâu quá mấy bà hàng xóm đó, bà hàng xóm ở nhà tôi nè, thấy cái bà hàng xóm của tôi, bà hàng xóm tôi mới đi đâu lâu quá không có về, tưởng mới đi đâu du lịch hay đâu đó, cái mấy bà xóm dưới đó thấy bà hôm qua về cái thăm giống như thăm nhà vậy đó, đó. Rồi cái người ta hỏi, trời ơi chị đi đâu mà lâu quá vậy, trời ơi có tên mới hả, tên sao kê hả, trời ơi la quá trời quá đất luôn. Hôm qua vui lắm, được đón chào, hân hoan đón chào sau mấy tháng không về nhà. Ví dụ người ta thương, người ta nói là quan hô hay gì đó, mấy cái bàn sớm ở xóm dưới đó, ghét hay sao đó, sao kê la quá trời quá đất luôn.
À nãy giờ cái coi nãy giờ tôi có nói cái đoạn mà bà hàng xóm tôi bà ký hợp đồng mà khi mà ông nghệ sĩ chưa chết á. Thật ra đối với tôi đó là tôi chỉ quan tâm cái chỗ là ký hợp đồng vào cái thời điểm đó thôi. Điều đó đồng nghĩa với việc trước đây đã có liên hệ rồi. Không, và phân tích sâu hơn nữa nè. Bà hàng xóm bà cũng hay thiệt, bà đoán chuyện cũng như thần luôn. Thiệt. Bà hàng xóm cũng hay lắm. Đoán chuyện như thần luôn. Ký hợp đồng ngày 2, ngày 3, ngày 5 ông nghệ sĩ mất. Đoán cũng hay chứ đúng không? Tính ra đoán cũng hay chứ. Đúng không quý vị? Vậy chứ mà nằm mơ 37 ra 73. Nhiều khi số trời đã định rồi, không đỡ được. Không. 15 năm mốt. Có những chuyện á cần đoán đúng thì không đoán. Còn có những chuyện không đúng á thì lại trúng. Và tôi nói cuộc đời nhiều khi á nó có những cái chuyện mà mình không tin được. Cái chuyện cần trúng á nó không trúng. Cái chuyện không cần trúng á thì lại trúng. Và tôi nói nhiều khi cuộc đời này có nhiều cái mình đừng có bao giờ mà mình tự tin bất cứ điều gì hết á. Biết vậy thôi, nhưng mà đừng bao giờ đặt hết niềm tin vào nó hết. Đúng không? Tối ngủ 15, chiều 4 giờ 51 làm sao? Lộn đầu lộn đuôi hết. Tôi còn thấy cái lá cờ hôm qua, tôi thấy cái lá cờ thì quý vị là lá cờ đó tôi quốc quốc lá cờ lẹ quá tôi không nhìn kỹ lá cờ, nhưng mà lá cờ đó là có hơi màu vàng vàng, ngã vàng vàng đó, ở trong là nó có mấy cái hình gì mà giống như là bùa bắt quái gì đó à, tôi thấy có lá cờ đó đó. Giống như cái vụ mà 2772 quý vị nhớ không? Cái vụ mà 2772 đó. Đó. À lá cờ bùa đúng không? Rồi ok, tôi biết vậy thôi, tôi thấy cái lá cờ hơi vàng vàng. Nó ngã màu một chút. Rồi, còn phải bùa hay không mà tôi không biết chuyện đó thiệt. Có nhiều ông YouTube nói là lá cờ trắng đầu hàng, xin thưa là không đâu, ý chí người ta còn cao lắm, ý chí người ta còn cao dữ lắm, cho nên đừng có nói là người ta đầu hàng, không có đâu. Trời ơi, tôi nói quý vị nghe nè, quý vị mua tờ vé số 10.000, quý vị trúng là 2 tỷ đúng không, xác suất cũng có nhiều ra đó. Mà bây giờ quý vị mà chơi những cái con số may mắn mà nghiên cứu về điện toán đó, điện tử á, 1 ăn 70 đúng không? Còn bây giờ á khởi kiện mà bây giờ mới mà được nhà nước mà tuyên đó là thắng đi, tạm ứng án phí thì đâu đó khoảng là 50% thì tranh chấp với tài sản là khoảng là 30 tỷ thì tiền án phí khoảng 120 triệu, mà tạm ứng án phí là 50% đâu đó khoảng là 60 triệu đi, 60 triệu mà trúng đến 30 tỷ 20 tỷ là tỷ số quá cao rồi, mắc mớ gì không chơi. Cho nên là người ta cũng nghiên cứu dữ lắm chứ không phải đơn giản như quý vị nghĩ đâu, đúng không? Còn 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 nước thì còn tát, mà còn thở là còn gỡ chứ, biết đâu được. Tòa án chưa có bản án thì không biết được chuyện gì sẽ xảy ra ha, cho nên là cứ tiếp tục. Tôi cho rằng là ý chí rất là cao đó chứ không hề đơn giản đâu nha quý vị, đừng có nghĩ rằng là sau buổi hôm qua rồi người ta tuột ý chí, không có đâu. À, chị Nhung Bùi mới nói là 60 tuổi được miễn án phí. À, xin thưa với quý vị như thế này nè. Khi mà quý vị nộp đơn khởi kiện thì người ta tính tuổi dựa trên ngày tháng năm sinh chứ không tính dựa vào cái năm sinh nha. Tính đầy đủ ngày tháng năm sinh. Cho nên vì vậy khi mà nộp đơn khởi kiện
Thì cho dù về số năm là đủ tuổi, nhưng về số tháng là không và số ngày vẫn là không, không đủ đó. Cho dù quý vị có thiếu một tháng hay là 2 tháng, mà khi được cơ quan chức năng nhà nước là tòa án đó thông báo thụ lý thì yêu cầu trước đó phải đóng tiền tạm ứng án phí rồi họ mới là thông báo thụ lý nha. Cho nên vì vậy khi tòa án đã ban hành cái thông báo thụ lý mà vẫn chưa đóng tiền tạm ứng án phí là một cái việc là không đúng, và như vậy lúc đó là các bên là bên đối lập có quyền khiếu nại ha. Pháp luật quy định rất rõ ràng, anh phải đóng tạm ứng án phí xong rồi anh mới được thụ lý. Ở đây thì tôi có thấy rằng do tôi không có nắm rõ ngày tháng năm sinh của các đương sự trong vụ án thì tôi chỉ chia sẻ về mặt pháp luật thôi. Người nào mà đúng và đủ số tuổi là từ 60 tuổi trở lên thì mới được xem xét miễn giảm tiền tạm ứng án phí. Còn khi nào mà dưới 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày thì cũng phải đóng tiền tạm ứng án phí. À, cái đó rõ ràng ha. À, Trần Phi Hiệp có hỏi là vì sao đất Thủ Đức, Hồng Loan chưa sang tên được? Có thể là rơi vào trường hợp quy hoạch. Anh chị này hôm qua có nghe tôi phân tích về quy hoạch đất đó. Thì về quy hoạch đất đó, nó có nhiều trường hợp lắm. Quy hoạch 1 phần 2.000, 1 phần 500 và thậm chí đất quy hoạch 1 phần 500 nhưng mà chưa có kế hoạch thu hồi đất hoặc là chưa có kế hoạch để cưỡng chế, chưa có những cái dự án thì người ta vẫn cứ để đó. Nhưng mà có những trường hợp đất quy hoạch vẫn được cho phép sang tên đổi chủ, cho phép xây dựng tạm nhưng mà phải cam kết sau này khi nhà nước thu hồi là không có bị là bồi thường. Có những trường hợp như vậy nữa, nhưng có những trường hợp nhà nước quy định là không được phép mua bán trong trường hợp này. Cho nên có thể Hồng Loan đó, đất Thủ Đức là đang trong tình trạng là quy hoạch mà không cho phép chuyển nhượng. Đấy, đó là tôi giải thích về mặt pháp luật. Còn từng trường hợp cụ thể như thế nào là phải hỏi về cái văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc là phòng tài nguyên môi trường mới rõ hơn hay quý vị. Tôi chỉ có thể là chia sẻ ở góc độ là pháp luật chung thôi. Mà cái lá cờ hôm qua tôi thấy cũng kỳ nữa. Đúng ra đó hả, tôi có nghiên cứu chỗ này nè. Khi mà phất cờ á là phải phất là 6 7 cái lận, chứ không phải phất qua tôi thấy phất có 2 cái à, 2 hay 3 cái à, là chưa đủ. Cờ hôm qua cờ chưa đủ, chưa có gọi là phất đủ cái hiệu lực của lá cờ, cho nên lá cờ đó hôm qua là coi như là thua rồi đó. Làm đúng nhưng mà không có đủ, đúng ra phải phất là 6 7 cái mà hôm qua phất có 3 cái à, 2 3 cái gì đó, đưa lên rút xuống lẹ quá là chưa phát huy được tác dụng đâu. Lá cờ hôm qua là coi như thua rồi đó nha. Có chị Thảo Trần có hỏi là luật sư rành số đề hả? Tôi đi cãi về mấy cái tội đánh bạc không sao không biết được. Thưa với quý vị, một cách khách quan mà nói, nhà tôi là làm về ngành xổ số. Nha quý vị, nhà tôi là làm về ngành xổ số. Cho nên cái việc mà tôi biết về vé số hay là tôi biết về những con số, chuyện đó là bình thường. Nha, cái đó là tôi nói thiệt. Cái thứ hai nè, tôi nghề luật sư mà. Thì tôi đi cãi những cái vụ liên quan đến là đánh bài, đánh đề, đá gà là đánh bạc đó. Thì tôi đi cãi mấy vụ đó thì tôi phải nắm về như thế nào là đánh bạc, như thế nào là đánh đề, như thế nào là đá gà, là cờ bạc. Trong pháp luật Việt Nam có quy định mà, tội cờ bạc các pháp luật mà. Đúng không? Thì tôi không hiểu về nó làm sao tôi cãi giùm cho người ta được. Cho nên là đừng có nói rằng là luật sư mà biết đánh đề, đánh bài hả? Xin thưa, cái đó là chuyên môn tôi phải biết tôi mới cãi chứ. Nó không có gì.
thậm chí nhiều khi tôi còn rành bàn hơn nữa, chứ ở đó nhiều người mà quýnh nhiều khi rồi chưa chưa chắc bàn bằng tôi nữa đó. Thiệt. Chị Đông Dương nó đúng đó, nhà của tôi hồi xưa có thời gian làm đại lý vé số á, chính xác. Mà chưa đâu, người nhà của tôi còn làm trong công ty xổ số nữa. Đó, cho nên là cái chuyện mà vé số thì đối với tôi thì chuyện đó không có phải là xa lạ. Không có gì. Nè, ở đây á, chia sẻ theo như quý vị nè, có một số anh chị đó đánh bạc, thì theo như quý vị tôi khảo sát nè, theo như quý vị đánh bạc là trái pháp luật hay là đúng pháp luật nè, tôi khảo sát luôn nè, để cho quý vị, có nhiều người là hiểu nhầm nè. Theo như quý vị đánh bài đi, đánh bạc thì quý vị khó hình dung lắm, đánh bài theo như quý vị đánh bài là có phạm pháp hình sự không, một là có hay là không. Quý vị cho tôi ý kiến đi, tôi sẽ chia sẻ chỗ này nè. Đánh bài là có trái pháp luật, có vi phạm pháp luật hay không? Một là có hay là không? Cho tôi ý kiến đi. Đó, tôi sẽ phân tích chỗ này cho quý vị hiểu nè. Đánh bài, đánh bạc đó, có trái pháp luật không? À, phần lớn quý vị cho rằng là trái pháp luật đúng không? Rồi chia sẻ thêm với quý vị nè, nhiều người đang hiểu nhầm nè. Đánh bạc bao gồm đá gà, lắc tài xỉu, quýnh đề, xỉu chủ, tam qua, hai số đầu, bầu cua cá cọp, vân vân và mây mây. Nếu như mà đánh với nhau mà được thua bằng tiền, thắng thua bằng tiền hoặc là bằng hiện vật thì cái đó mới được xem là đánh bạc trái pháp luật, mới là vi phạm về pháp luật. Còn nếu đánh bạc với nhau mục đích chỉ là gì, đánh bạc để quỳ gối, phạt nhau là quỳ gối, phạt nhau trét lộ nghẹ, đánh bạc để phạt nhau bằng hình thức người này phải bỏ tiền ra một số, người kia bỏ tiền ra một số để hùn lại mua một cái con gà, mua một thùng bia để ăn uống giao lưu với nhau, cái đó không phạm pháp nha quý vị. Chúng ta hay hiểu nhầm ở chỗ này nha. Đánh bạc mà được thua bằng tiền, lấy tiền người này chung người kia chung người nọ, đánh bạc bằng cái hình thức là có tài sản, là một cái vật có giá trị mà đưa qua người này chuyển người nọ, thì cái đó là trái pháp luật, bị nhà nước xử lý. Còn đánh bạc để mục đích là hùn tiền vào để mua một cái con gà, một thùng bia, một ly rượu, mua một cái món ăn nào đó để về nấu lẩu. Thường hay quý vị hay đánh bạc là gì? Người nào thắng nhất á, thì không sao, mà thắng thứ hai đó thì sẽ chịu là khoảng 20%, người đến ba đó là 30%, người đến bốn là thủ chót đó là 50%, thì ai cũng tranh giành là về nhất hết đúng không? Thì cái người thứ hai, thứ ba, thứ tư đó sẽ là người bỏ tiền ra là cũng được thua bằng tiền đó, nhưng mục đích tiền đó dùng để mua một cái thức ăn để dùng cho bốn người, thì cái đó là không phải gọi là được thua bằng tiền, mà cái đó dùng mục đích là để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt giải trí và ăn uống, thì cái đó không được xem là đánh bạc được thua bằng tiền. À, quý vị ha, đó là lý do vì sao nhà nước cũng vẫn không có cấm những công ty sản xuất bài. Bầu cua cá cọp vẫn có những công ty sản xuất mà, rồi cá ngựa cũng có những công ty sản xuất mà, đăng ký giấy phép hành nghề đàng hoàng mà, đúng không?
Đánh bài cũng vậy, có công ty sản xuất đàng hoàng mà. Điều đó đồng nghĩa với việc nhà nước không có cấm vui chơi giải trí đánh bạc, mà chỉ là cấm được thua bằng tiền với nhau mà thôi ha. Cho nên là nhiều người hiểu nhầm ở đây á, đánh bài cái tự nhiên cái người không có mục đích gì hết, tự nhiên đang đánh bài đó, công an đi vô cái là túm là chạy. Xin thưa là không, mình quang minh chính đại, mình quýnh bài để hùng tiền, để mua đồ ăn, đâu có lý do gì công an vô mà chạy đâu. Những người chạy là tự nhiên là lại ông chủ ở buổi này đó nha, cái đó là sai nha. Còn tôi thấy nhiều người nè vô quán nước rồi đánh bài với nhau trả tiền nước. Xin thưa là đánh bài trả tiền nước như vậy cũng không vi phạm pháp luật, chẳng bị xử phạt hành chính, cũng chẳng bị vi phạm pháp luật hình sự nữa. Cái đó chẳng qua là đánh bạc để chi? Để mình hùng nhau trả tiền cho một cái buổi ăn uống, một buổi uống cà phê, một buổi nói chuyện, giải trí với nhau, thì điều đó là không vi phạm pháp luật nha quý vị. À, có chị Trang Lê mới hỏi là như bà hàng xóm của tôi thì chơi thì sao. À, xin thưa là bà hàng xóm của tôi ấy, thì bà ấy ở một cái đẳng cấp khác. À, bà hàng xóm của tôi ấy, ở một đẳng cấp khác, vượt ngoài khả năng của tôi, cho nên là tôi không dám nói. Hay gì, bà hàng xóm ở một đẳng cấp nó khác, mà khác xa lắm, cho nên tôi không dám nói. Nói là mất công, ngày mai lập kỳ bằng nữa. À, anh chị Tuấn Viên có hỏi nè, luật sư ơi, tại sao đất ở Thủ Đức, Hồng Loan không sang tên được? Có thể trong trường hợp này đất ở ngoài Thủ Đức á, là nó rơi vào trường hợp là đã quy hoạch và có kế hoạch sử dụng đất và có kế hoạch thu hồi của nhà nước rồi. Cho nên trong trường hợp này, do ông nghệ sĩ Vũ Linh, ông ấy đứng tên trên cái quyền sử dụng đất, thì Hồng Loan là người được kê khai hưởng di sản thừa kế. Hồng Loan không được sang tên đổi chủ cái miếng đất đó, nhưng Hồng Loan sẽ được hưởng cái phần là gì? Giá trị miếng đất. Cho nên nếu sau này khi mà cơ quan chức năng nhà nước thu hồi miếng đất đó, Hồng Loan là cái người đi thay quyền của ông Vũ Linh nhận bồi thường về giá trị đất. À, không nhất thiết. Giống như anh chị ở nước ngoài về Việt Nam vậy. Anh chị là người không còn quốc tịch Việt Nam nữa. Quý vị là người Mỹ, người Pháp, người Canada chẳng hạn đi. Mất quốc tịch Việt Nam luôn. Nhưng quý vị vẫn còn giấy khai sinh. Điều đó đồng nghĩa với việc quý vị vẫn là con của ba mẹ, đúng không? Quý vị quốc tịch nào chứ nữa không quan trọng. Quan trọng quý vị vẫn là có giấy khai sinh. Mà có giấy khai sinh, điều đó đồng nghĩa với việc quý vị là con của ba mẹ mình. Mà ba mẹ mình ở Việt Nam, mất không có di chúc, ba mẹ có một căn nhà, thì quý vị cho dù quốc tịch nào, quý vị cũng vẫn được về Việt Nam để hưởng cái di sản thừa kế từ cha mẹ chết để lại. Thì quý vị sẽ không đứng tên trên sổ hồng, nhưng quý vị sẽ được kê khai để hưởng cái phần giá trị tài sản. Đấy, thì cho nên Hồng Loan cho dù không sang tên đổi chủ miếng đất ở ngoài Thủ Đức được, nhưng Hồng Loan là người khai nhận di sản thừa kế, do đó Hồng Loan được hưởng cái phần giá trị tài sản trên đất, đúng không? Cho nên khi nhà nước thu hồi, nhà nước thay vì trả cái tiền bồi thường đó cho ông Vũ Linh, thì nhà nước sẽ trả cho Hồng Loan. Đấy.
Rồi thôi, tối nay mình ngừng ở đây ha quý vị ha. Tối nay mình ngừng đi, biết đâu được ngày mai mình sẽ gặp nhau, có thêm nhiều thông tin mới nữa tôi sẽ chia sẻ với quý vị ha. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Anh chị nào có nhu cầu gặp tôi trực tiếp để tôi tư vấn pháp luật thì có thể liên hệ với tôi thông qua số điện thoại là 0899508487. Số đó tôi cũng có đăng ký Zalo luôn. Khi quý vị liên hệ thì có thể là một là gặp tôi, còn hai là gặp luật sư Hiền, bà xã tôi sẽ là người trao đổi và book lịch hẹn với quý vị. Tôi từ chối tư vấn qua điện thoại, bởi vì khi mà tôi tư vấn qua điện thoại đó, tôi không nắm hết được vấn đề thì tôi sẽ không hiểu được câu chuyện của quý vị và tôi sẽ không thể nào tư vấn được. Cho nên là khi quý vị gọi điện thoại cho tôi đó mà quý vị hỏi đó thì tôi xin phép là từ chối, bởi vì là tôi không hiểu được câu chuyện thì tôi sẽ không rõ, mà khi tôi không rõ rồi thì tôi sẽ không thể nào tư vấn được. Sao quý vị cũng thông cảm cho tôi chỉ có thể là gặp trực tiếp xem hồ sơ và tư vấn. Và nếu anh chị nào có nhu cầu nhờ tôi tham gia bào chữa cho vụ án nào đó có thể liên hệ với tôi thông qua số điện thoại trên ha, 0899508487. Xin chào và hẹn gặp lại.